Nhiều năm gần đây, vào các dịp lễ Tết, ở hầu khắp các địa phương trong cả nước lại xuất hiện những phiên chợ đặc biệt. Ở đó người mua không phải trả tiền cho những mặt hàng mình lựa chọn. Cũng như các địa phương khác, tại Khánh Hòa, những phiên chợ yêu thương đã được các đơn vị, đoàn thể tổ chức với giá trị nhân văn cao. Mới đây, tại trường tiểu học Phước Tiến, thành phố Nha Trang, Hội đồng đội tại Khánh Hòa phối hợp cùng công ty Tài năng Kim Cương tổ chức chương trình phiên chợ yêu thương dành cho các em học sinh và phụ huynh trên địa bàn thành phố Nha Trang. Phiên chợ thu hút hơn 200 thiếu nhi và phụ huynh tham gia. Tại đây, các thiếu nhi được xem các tiết mục văn nghệ, múa lân sôi động, cùng với đó tham gia các trò chơi dân gian như cướp cờ, bịt mắt, đập vỏ lon, ném bóng và nhận các phiếu để đổi lấy những món đồ chơi, đồ ăn, v.v. Hoạt động được tổ chức miễn phí cho các thiếu nhi tham gia nhằm tạo sân chơi thú vị, bổ ích cho các em, lan tỏa và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, các gian hàng. Chương trình nhằm giáo dục lòng biết ơn dành cho mẹ, bà và cô giáo, những người phụ nữ thân yêu như Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, đồng thời tạo sân chơi cho các em thiếu nhi có thêm hiểu biết về văn hóa dân gian, các giá trị truyền thống của dân tộc. Những trải nghiệm tại buổi ngoại khóa giúp các em hiểu biết, trân trọng, tự hào về văn hóa truyền thống, đồng thời phát triển cả kiến thức lẫn kỹ năng sống, học tập, hứng thú hơn, tự tin hơn. Bên cạnh đó, đây còn là một trong các hoạt động tạo dựng và củng cố thêm sự thấu hiểu, sẻ chia và gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và học sinh, giáo viên, nhà trường. Theo các thầy cô giáo, thông qua các hoạt động ngoại khóa này, các em học sinh có thêm nhiều kiến thức thực tế, hiểu biết về nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam. Với những nội dung ý nghĩa mà chương trình hướng đến, phiên chợ yêu thương năm 2024 sẽ giúp các em có thêm những hiểu biết về văn hóa dân gian, được hòa mình trong không khí tập thể, được sẻ chia, gắn kết, thể hiện tài năng và phát triển bản thân. Qua đó phát huy được vai trò của tổ chức đoàn, đội trong công tác chăm lo, bồi dưỡng thiếu niên, nhi đồng. Với truyền thống tương thân tương ái của người Việt, những năm qua, rất nhiều phiên chợ như thế này đã được tổ chức trên cả nước. Ở đó, người bán không chỉ mang đến những vật phẩm, hàng hóa thiết yếu, mà còn mang yêu thương trao gửi khách hàng. Ở đó, tình người, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được lan tỏa. Những phiên chợ như thế được tổ chức ở khắp mọi miền đất nước đã góp phần mang xuân ấm, mang niềm vui tới những công nhân, người lao động, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, song nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn sẵn sàng sẻ chia với người nghèo, người kém may mắn. Tình cảm đó thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, nhân văn của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam, luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong khó khăn, luôn đùm bọc nhau khi thiếu thốn, vất vả. Tại nhiều địa phương trong nước, những phiên chợ Tết yêu thương, nghĩa tình cũng được tổ chức ngay trong các khuôn viên bệnh viện. Những ngày giáp Tết, với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện, thì nỗi buồn lo càng chồng chất. Những phiên chợ Tết yêu thương đã trở thành nơi chia sẻ, kết nối tinh thần giữa thầy thuốc với người bệnh, giữa người bệnh với cộng đồng xã hội, tạo nên bầu không khí đầm ấm ngay trong không gian bệnh viện, giúp người bệnh tạo thêm động lực để chiến thắng bệnh tật. Những phiên chợ như thế được tổ chức ở khắp mọi miền đất nước đã góp phần mang xuân ấm, mang niềm vui tới những người công nhân, người lao động, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, ảnh hưởng đời sống của nhân dân, song nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân vẫn sẵn sàng sẻ chia với người nghèo, người kém may mắn. Tình cảm đó thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, nhân văn của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam, luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong hoàn cảnh khó khăn, luôn đùm bọc nhau khi thiếu thốn, vất vả. Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi từ Hội Chữ Thập Đỏ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ Nữ, v.v. Các cấp, nhiều tập thể, hội nhóm, cá nhân đã đồng hành, chung tay góp sức cùng chính quyền, các ban ngành đoàn thể chăm lo về vật chất, tinh thần cho người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, được vui xuân, đón Tết. Mỗi món quà được trao đi là tình cảm, tấm lòng, tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ nhau trong một cộng đồng đoàn kết, nhân ái, sẻ chia.